huyện ủy vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Lực, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đồng chí thường trực huyện ủy đã quán triệt một số văn bản mới của Trung ương như nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, quy định số 131 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quy định số 132 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ thị số 25 ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Quy định số 125 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định số 124 ngày 4 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp lại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Hướng dẫn số 25 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung kiểm điểm và đánh giá, xếp lại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Hội nghị đã thảo luận thống nhất cao với nội dung văn bản trình. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Biểu quyết thông qua nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Thống nhất thông qua chương trình hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện để triển khai tổ chức thực hiện trong năm 2024. Các đại biểu cũng cho ý kiến vào nội dung các văn bản tờ trình trước khi trình kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lực, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy đã ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện hoặc tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét quyết định. Đồng chí cũng đề nghị đối với các nghị quyết, văn bản cấp trên được quán triệt tại hội nghị, các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt triển khai để các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên theo đúng quy định.